Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin VNews ngày hôm nay. Thưa quý vị, với mong muốn đẩy mạnh phát triển golf trẻ và mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, W Group đã phối hợp cùng với hai học viện lớn trên thế giới là Leadbetter Golf Academy Việt Nam và Học viện Wannabe A Champion từ Nam Phi, tổ chức một chuỗi các hoạt động dành cho các golfer trẻ ở Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2024 tại Hà Nội. Với mong muốn đẩy mạnh phát triển golf trẻ và mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, W Group đã phối hợp cùng với hai học viện lớn trên thế giới là Leadbetter Golf Academy Việt Nam và Học viện Wannabe A Champion từ Nam Phi, tổ chức một chuỗi các hoạt động dành cho các golfer trẻ ở Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2024 tại Hà Nội. Theo đó, chuỗi hoạt động sẽ có sự tham dự của các huấn luyện viên đến từ hai học viện như Douglas Wood, Nicole, Jadrick, Nicola. Trong buổi chiều đầu tiên của ngày 6 tháng 6, các bạn trẻ sẽ được gặp gỡ và trao đổi với các huấn luyện viên tại Học viện Leadbetter Golf Academy Việt Nam có địa chỉ tại sân tập golf Siputra, Hà Nội. Tại đây, các huấn luyện viên sẽ thiết lập hồ sơ, thu thập dữ liệu, đồng thời phân tích cú swing của từng bạn trẻ thông qua phần mềm Sportbox 3D và hệ thống Trackman. Các bạn sẽ được kiểm tra thể lực và mô hình chuyển động cơ thể cho từng cú đánh. Buổi workshop thứ 2 ngày 7 tháng 6 sẽ diễn ra trên sân Thanh Lanh Valley Golf and Resort. Các golfer trẻ sẽ có một vòng golf 18 hố vào buổi sáng. Ở vòng golf này, các bạn sẽ được cung cấp một thẻ thống kê để điền thông tin. Mỗi nhóm đấu sẽ có thầy đi cùng để nắm bắt tâm lý, cách các bạn kiểm soát game chơi của mình, quy trình trước và sau mỗi cú đánh để đánh giá từng bạn. Buổi chiều cùng ngày sẽ là thời gian để các bạn hỏi đáp những thắc mắc, đồng thời được tập luyện thêm về thể lực, kéo căng cho từng học viên hay đánh giá kỹ năng shot game của từng bạn. Trước khi diễn ra các hoạt động workshop, tập đoàn W Group, Học viện Leadbetter và Wannabe A Champion sẽ có buổi ký kết hợp tác chiến lược ba bên tại trụ sở của W Group ở 20 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, chưa đầy 24 giờ sau khi đem về danh hiệu PGA Tour đầu tiên, Robert McIntyre đã xác nhận rút lui khỏi sự kiện chỉ định tiếp theo trong mùa giải tại Memorial Tournament. Chiến thắng tại RBC Canadian đã đánh dấu danh hiệu PGA Tour đầu tay của Robert McIntyre, qua đó giúp golfer 27 tuổi giành quyền góp mặt ở hai sự kiện chỉ định còn lại trong mùa giải là Memorial Tournament và Travelers Championship, cùng với đó là giải Major US Open. Tuy nhiên, McIntyre đã xác nhận rút lui khỏi Memorial Tournament vào cuối tuần này. Thay vào đó, anh sẽ trở về quê nhà Scotland và dành thời gian cho gia đình. Với việc McIntyre rút lui khỏi Memorial Tournament, điều này đã mở ra cơ hội cho golfer người Mỹ là Davis Thompson, người thay thế cho McIntyre, tham dự sự kiện chỉ định thứ 7 trong mùa giải. Memorial Tournament sẽ diễn ra vào cuối tuần này với tổng quỹ tiền thưởng 20 triệu đô la, với Victor Hovland là nhà đương kim vô địch. Với việc để thua trong trận playoff ở vòng loại US Open, Adam Scott đã đánh mất cơ hội tham dự giải Major thứ 3 của mùa giải. Tại vòng loại cuối cùng của US Open diễn ra trên sân Springfield, Ohio, Adam Scott và Cam Davis đã phải bước vào hố đấu playoff để tìm ra chủ nhân của tấm vé đến Pines Hut No. 2 vào tuần tới. Ở hố đấu đầu tiên, Adam Scott chip in ghi birdie và Cam Davis cũng ghi birdie với cú putt từ 18 feet. Cả hai đều ghi par ở hố playoff thứ 2. Trong lượt đấu thứ 3, Cam Davis có cú đánh tiếp cận cờ xuất sắc khi đưa bóng cách cờ 2 feet để ghi điểm birdie. Adam Scott đã bị thua khi không thành công ở cú putt trước đó. Adam Scott đã tham dự mọi sự kiện Major kể từ giải Open Championship 2001. Trong 23 năm, anh đã thi đấu 91 giải Major liên tiếp và có chiến thắng tại The Masters 2013. Anh vẫn còn cơ hội góp mặt tại Pinehurst No. 2 vào tuần tới bởi USGA đã giữ lại 6 suất dự bị để thay thế, trong trường hợp có những golfer đã đủ điều kiện tham dự rút lui. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn công ty cổ phần AI Clip và VB đã tài trợ MC và giọng đọc cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!